Mẹ thật sự không hy vọng con rời xa thiên đảng. Mẹ càng không muốn con trốn tránh một mình. Nhiều năm như vậy, một mình con chịu cực khổ. Thanh Linh à, mẹ không muốn con lại phải chịu khổ thêm. Trước khi gặp được bà nội, tôi vẫn luôn chỉ có một mình. Bây giờ bà nội ốm, tôi chỉ là lại quay lại như lúc đầu mà thôi. Không có gì khổ với không khổ cả, đều đã quen rồi. Mẹ biết con và Thiên Lãng thật lòng yêu nhau. Đây chính là duyên phận, không nên từ bỏ. Mẹ hiểu Thiên Lãng, mẹ nhìn thấy nó lớn lên. Nó là một người đàn ông rất chính trực, đáng để con gửi gắm cả đời. Dì muốn con giống như dì, vì yêu mà không màng tất cả. Mẹ biết con hận mẹ, nhưng mà giữa chúng ta có hiểu lầm. Hôm nay mẹ muốn nói với con, mẹ và ba con ly hôn nhau là vì tính cách của ba mẹ không hợp nhau. Sau khi mẹ ly hôn với ông ấy, mẹ đã sang Mỹ mới quen biết Đoàn Chính Hoa. Thanh Linh, nhiều năm như vậy mẹ vẫn luôn tìm con. Mẹ chưa từng vứt bỏ con. Thật đó, mẹ đã từng thăm hỏi. Mẹ đã hỏi thăm rất nhiều người, bọn họ nói với mẹ cả thôn đều đã chuyển đi hết rồi. Mẹ không tìm thấy. Thanh Linh, nếu hai mẹ con ta có thể gặp lại được nhau, đó chính là duyên phận của chúng ta vẫn chưa dứt. Mẹ không muốn con từ bỏ như vậy. Mẹ càng không muốn sau này con lại làm khổ chính mình. Giữa chúng ta không có gì thay đổi, vì không cần phải xin lỗi tôi. Còn nữa, lần trước dì muốn tôi trả lời câu hỏi của dì, bây giờ tôi có thể trả lời gì? Tôi đồng ý với dì sẽ rời xa Thiên Lãng, sẽ không gặp người nhà họ Đoàn của các người nữa, bao gồm cả dì. Tại sao? Tại sao? Là vì con biết ta là mẹ của con. Dì đừng có nhắc những từ đó trước mặt của tôi nữa. Mẹ biết, mẹ biết con hận mẹ. Nhưng mà Thanh Linh, con không thể hy sinh bản thân mình nữa. Dì muốn tôi giống như dì, ích kỷ như vậy sao? Vì tình yêu của bản thân mình mà vứt bỏ tôi, để làm một người mẹ tốt của chị em nhà họ Đoàn, dì liền 5 lần 7 lượt ép tôi. Bây giờ còn muốn tôi giống như dì, vì tình yêu của bản thân để Thiên Lãng bị người thân ghét bỏ. Tôi không phải dì. Dì đừng quên, rào cản lớn nhất giữa tôi và Thiên Lãng chính là dì. Thanh Linh, mày không sao chứ? Đừng tưởng rằng như vậy thì tôi có thể tha thứ cho gì. Mẹ có thể cùng con ăn bữa cơm đã thấy rất mãn nguyện rồi. Còn nữa, tạm thời đừng để Thiên Lãng biết được mối quan hệ giữa chúng ta. Yên tâm đi, Thanh Linh. Thiên Lãng, dì Tô Nam, sao hai người lỡ ngoài này? Dì đưa Thanh Linh ra ngoài ăn chút gì đó. Từ khi nào hai người lại có quan hệ tốt thế? Sao con lại đến đây nữa? Con đến tìm gì? Dì không về, ba đang lo. Vậy dì ở trong xe đợi con. Con đưa Thanh Linh vào đi. Vâng, đi thôi. Có nhớ anh không? Ba, sao ba ngồi ngoài này? Chính Hoa, em xin lỗi, em về muộn. Thiên Lãng,
Không phải còn đến khách sạn sao? Sao hai người lại cùng về? Trên đường về thấy chị Nam ở bến xe nên con đưa dì về. Bến xe? Em... Thiên Lãng, dì Nam lần đầu tiên đi xe của con sao? Từ khi nào mà con và dì Nam lại thân thiết đến vậy? Ba, không phải ba luôn muốn con có tốt với dì Nam sao? Như vậy ba không vui sao? Vậy thôi, con đưa dì Nam quay lại bến xe bus, ba tự đi đón chị ấy, thế là được. Đã ít thôi. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Ba, dì Nam, ngủ ngon ạ. Ngồi xe bus đi đâu thế? Em đừng có nói dối anh. Anh hỏi nhiều lắm đấy, em xoay không kịp đâu. Nghe chị Lan nói bình giữ gì trong nhà không thấy đâu, là em lấy đem đi sao? Tô Nam, số cuộc em có chuyện gì giấu anh sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ là lần trước ở bệnh viện gặp người quen cũ, sức khỏe ông ấy không tốt phải nằm viện. Hôm nay đem chút đồ đến thăm ông ấy. Hai người nói rất nhiều chuyện trước đây, nói quá nhiều đến mức quên mất cả thời gian luôn. Em xin lỗi. Có vậy sao em không nói sớm? Là đồng nghiệp nam, em sợ anh không vui. Không phải anh giận thật đấy chứ? Ra là thế. Anh không giận đâu. Vậy thì tốt. À, đúng rồi, lúc sáng dậy em có hầm một nồi canh ngân nhĩ, em hâm lại cho anh nhé. Được. Đưa mẹ vào viện dưỡng lão rồi, Thanh Linh là phải về căn hộ đó sống một mình. Không được, nói thế nào thì cũng không thể để nó sống một mình ở nơi như thế được. Nếu giận Thanh Linh, có thể đem nó đến sống trong nhà họ Đoàn. Nếu như vậy, Thiên Lãng và Thanh Linh sẽ thành anh em không thể kết hôn được. Nếu có cách gì giúp chúng nó lấy nhau, mình rốt cuộc là mẹ của Thanh Linh hay là mẹ chồng đây? Loạn hết rồi. Chính Hoa nhất định không đồng ý. Nếu mình không nhận Thanh Linh, Chính Hoa và Tuyết Tinh sẽ tiếp tục bức ép con bé. Mình phải làm thế nào đây? Được chưa, Tô Nam? Cẩn thận. Tay không sao chứ? Nóng quá. Em bị bỏng một chút. Xin lỗi, xin lỗi anh. Xin lỗi, xin lỗi. Mấy ngày nay anh nghe em nói xin lỗi đủ rồi. Dì Tô Nam, dì bị sao vậy? Không sao, chỉ bị bỏng tí thôi. Con xem nào. Không sao đâu. Không sao, dì tự làm được. Chính Hoa, nè. Cuối cùng cũng để tôi nhìn thấy được cảnh này. Ông xã, em lên lầu thay đồ trước đây. Đợi chút, chúng ta đi làm cùng nhau. Dì Nam, con cũng đi đây. Lát nữa con quay lại đón dì. Mẹ, dì Nam, dì đừng để bụng dẫn lời Tuyết Tinh nói. Con đi lên trước đây. Tinh Hải, con đợi đã. Con đợi chút. Dì có chuyện muốn hỏi con. Con và Thanh Linh sao lại ly hôn? Vì con đã yêu Tuyết Tinh sao? Dì Nam, sao đột nhiên dì lại hỏi chuyện này? Con không thể trả lời gì sao? Chuyện này có hơi phức tạp. Một hai câu không thể nói rõ được.
Vậy con nói đại khái thôi cũng được. Lần đầu tiên con thấy chị Nam cố chấp một vấn đề như vậy. Con với Thanh Linh quen nhau nhiều năm rồi. Cô ấy luôn yêu con, nói muốn được gả cho con. Sau khi kết hôn, quan hệ trong nhà không tốt, cô ấy và mẹ con cãi nhau. Mẹ con và bà nội đều tức giận quá phải nhập viện, cho nên bọn con mới chia tay. Chỉ vì mẹ chồng con dâu không hợp nhau mà hai đứa ly hôn sao? Vậy không phải hai đứa lấy chuyện hôn nhân ra làm trò đùa sao? Bọn con có nghĩ đến chuyện phục hôn, nhưng sau khi con với Tuyết Tinh đến với nhau, con phát hiện vốn dĩ con chỉ coi Thanh Linh như em gái. Hơn nữa lúc đó con phát hiện Thanh Linh có thái độ khác với Thiên Lãng. Vì thế con cho rằng hôn nhân của bọn con là sai lầm. Thì ra là thế. Vì Nam tại sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của mình và Thanh Linh? Đinh Hải, Vì Nam, con lên lầu trước đây. Con đi đi. Trường Nhạc, em đối với anh ngàn vạn lần không thể tha thứ. Nếu lúc đó em không rời xa anh, anh cũng sẽ không. Anh muốn trừng phạt em, trách móc em, em sẵn sàng chấp nhận. Đúng rồi, em muốn nói với anh, con gái của chúng ta nó nhận em rồi. Em biết suy cho cùng thì anh vẫn đang phù hộ cho em. Em hy vọng anh sẽ tiếp tục phù hộ Thanh Linh, phù hộ cho con gái của chúng ta Thanh Linh. Hy vọng đó mọi việc đều thuận lợi. Chị đang nói gì vậy? Thiên Lãng, chị nói Thanh Linh là con gái của chị sao? Không thể như thế được. Thiên Lãng, sao vậy Thiên Lãng? Con không sao chứ? Thiên Lãng, Thiên Lãng, lúc nãy đã dọa con rồi. Thanh Linh còn kêu vì giữ kín chuyện này với con. Vì Tô Nam, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Năm đó chồng trước của dì là Trường Nhạc, cũng là ba của Thanh Linh. Ông ấy một lòng vì chế tạo nước hoa. Lúc đó dì đang còn trẻ, luôn cảm thấy rằng ông ấy ngày càng lạnh nhạt với mình. Hai người đã cãi nhau. Sau đó dì đã cảm thấy cuộc sống như vậy không thể tiếp tục được nữa. Dì một mực bảo ông ấy phải ly hôn, muốn sang Mỹ phát triển. Lúc đó Thanh Linh đang còn rất nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Dì nghĩ đợi đến khi dì phát triển được ở bên Mỹ rồi sẽ quay lại đón nó. Đến Mỹ rồi dì làm y sĩ ở một bệnh viện. Đợi đến khi mọi mặt đã ổn định, dì đã nhiều lần liên lạc về quê nhờ người nghe ngóng. Nhưng mấy năm liền không liên lạc được với họ. Trong lòng dì càng nguội lạnh dần. Lúc từ bỏ hy vọng, ba của con xuất hiện. Ông ấy đến bệnh viện của dì làm để phẫu thuật sỏi mật. Ngày thứ hai sau khi làm phẫu thuật xong, ông ấy đã bắt đầu đi làm rồi. Dì khuyên ông ấy nên nghỉ ngơi đã. Nhưng ông ấy nói với dì, nếu tôi mà nghỉ ngơi, công ty của tôi hàng trăm gia đình nhân viên thì làm thế nào? Lúc đó dì thật sự bị ông ấy với thái độ nghiêm túc với công việc và tính trách nhiệm của ông ấy làm thu hút. Hơn thế nữa, một người đàn ông mang theo hai chị em bọn con thật sự không dễ dàng gì. Dì cũng thật lòng muốn giúp đỡ ông ấy. Đương nhiên ba của con đối với dì rất tốt. Dần dần hai người có tình cảm với nhau. Sau đó
Chuyện sau đó thì con cũng biết rồi đấy. Cuối cùng con cũng biết được dì yêu ba con nhiều đến thế. Nửa cuộc đời đã yêu ông ấy rồi, bây giờ dì nên yêu con gái của mình. Dì đã làm mất đi cơ hội làm mẹ một lần, dì không muốn lại làm mất một lần nữa. Bây giờ con đối tốt với con gái của dì. Thiên Lãng, nếu con muốn con và Thanh Linh có kết quả, con không được nói cho ba con biết Thanh Linh là con gái của dì. Nhưng con lo là chuyện này có thể giữ kín được bao lâu. Không lẽ con muốn có thêm em gái sao? Tất nhiên là không ạ. Thanh Linh, về nhà rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Ừ, em biết rồi. Bà nội đến viện dưỡng lão rồi. Thanh Linh, bây giờ con có thể yên tâm được rồi. Đều nhờ có hai người. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Đừng quên, chúng ta là người một nhà đấy. Thế này, anh lái xe đưa hai người đến đường đi bộ trên kia. Hai người có thể cùng nhau ăn cơm, đi dạo. Được, đi thôi. Con thử bánh ngọt này đi. Mùi vị ở đây rất là ngọt. Con đang nghĩ có nên chế tạo một loại nước hoa về giảm cân không? Tạo ra một loại nước hoa, gửi vào là có thể giúp giảm cân. Thế nào? Chủ ý của con được chứ? Cách của con rất hay đấy. Thanh Linh, con nhất định sẽ tìm được một công việc làm nước hoa thật tốt. Mẹ thấy bề mặt này, con với cha của con đúng là thiên phú. Hơn nữa bây giờ, Chính Hoa, sao thế? Đi mua sắm vui chứ? Sao anh lại đến đây? Cô gái này là ai vậy? Sao nhìn quen thế? Tôi nhớ ra rồi, ông chính là khách hàng mua nước hoa phải không? Nước hoa. Tôi còn đưa cho ông. À đúng rồi, cô còn chạy theo đưa cho tôi quà tặng. Vâng. Hai người sao lại ngồi với nhau? Cô gái này là đối tượng trợ giúp từ thiện của thái thái. Vậy người được đưa vào viện dưỡng lão là ai vậy? Chuyện vào viện dưỡng lão anh cũng biết rồi à? Là bà nội của tôi. Bà ấy bị hôn mê, đều nhờ cô mới có thể đưa bà tôi vào viện dưỡng lão. Bà nội của cô bị bệnh gì vậy? Bà ấy tên là gì? Bà ấy... Sao giờ này em hay đạn trí thế? Xin lỗi, xin lỗi. Em sẽ chú ý. Không sao, cảm ơn. Sao thế? Sao lo lắng thế? Có phải là anh làm phiền hai người rồi không? Không đâu ạ. Cô à, vị này là... Đây là chồng của tôi. Trùng hợp vậy à? Vị khách này, nước hoa ông mua dùng có hài lòng không ạ? Vị khách này, gọi tôi là chú được rồi, ngồi đi. Ngồi đi. Loại nước hoa đó rất là tốt, an thần tốt. Có loại nước hoa nào giúp an thần như loại kia không? Chọn cho cô một lọ. Dạo này cô ấy lúc nào cũng đại tiếng. Đâu có, loại nước hoa điều trị thì không có. Cháu có thể chọn cho cô một công thức có thể giúp thanh tâm. Hàng chân hương. Hàng chân hương. Cháu viết công thức cho chú, về nhà có thể làm thử. Tử nhuận hàng chân hương 30 tiền, sạn hương 30 tiền, đinh hương 15 lượng, bạch mai hương 30 lượng, xạ hương mộc. Được rồi, được rồi. Phiền phức quá. Cháu có cách nào đơn giản hơn không? Cháu tuyệt đối sẽ đưa cho chú. Đây là phương thức giúp thanh tâm đơn giản và hiệu quả nhất rồi. Không ngờ cháu còn trẻ vậy, đối với hương liệu lại có nghiên cứu nhiều như vậy. Nói về hương liệu, cháu không hàm hồ đâu. Cháu tuyệt đối thành thạo. Anh tao nói lớn thế.
Đúng đó, đúng đó. Nó đối với hoa và hương nghiên cứu rất kỹ đấy. Vậy sao? Vậy cháu làm nhân viên bán nước hoa không phải rất đáng tiếc sao? Được rồi, cháu là đối tượng trợ giúp từ thiện của thái thái chú. Chú có cách này. Cháu có muốn đến làm ở chính thái nhật hóa không? Chính hoa, đây là hạng mục của hội từ thiện thái thái. Anh không thể cướp công như thế chứ. Em không phải là vợ anh sao? Đây là nhân tài, anh có thể bỏ qua cô ấy được sao? Cháu nghĩ thế nào? Cháu vẫn chưa nghĩ đến. Được, cháu cứ nghĩ cho kỹ đi. Bác không bắt ép cháu đâu. Đúng rồi, cháu tên là gì? Cháu tên là Trương Lệ Lệ. Còn một món nữa. Thấy sự khác biệt không? Bữa tối ngày hôm nay với mấy ngày trước phải gọi là hoàng đế và ăn mày. Sau này các con không được đắc tội với dì Nam đâu, để đảm bảo đủ cơm ăn áo mặc. Được rồi, em biết em sai rồi, còn chưa được sao? Sau này sẽ không thế nữa đâu. Anh đừng có nói em nữa. Phải rồi Tiên Lãng, ba muốn sắp xếp một người đến làm ở xưởng hóa học. Hiện giờ bên kia còn chưa đồng ý, nhưng mà thật sự là một nhân tài. Nhân tài gì mà làm cho phó tổng đoàn phải đợi tin cơ? Tên là gì ạ? Ba, chuyên ngành của người kia là gì? Tiên Lãng, lúc chúng ta ăn cơm không bàn chuyện công việc được không? Nào, thử món hoa tây lan đi. Được, em cũng mang đi. Dì Tô Nam, đây không phải là mạng túc của Thanh Linh làm ra sao? Là của bà con tặng cho dì đó. Dì Tô Nam, người mà ba muốn đưa vào xưởng hóa học không phải là Thanh Linh chứ ạ? Chính là Thanh Linh. Dì gọi con lên đây là để nói với con chuyện này. Vậy sao bà lại gặp được Thanh Linh? Dì nghĩ ba con đã theo dõi gì? Chuyện viện dưỡng lão ông ấy cũng biết. Còn may Thanh Linh nói với ông ấy tên nó là Trương Lệ Lệ. Chuyện này cũng tạm qua rồi. Sao Thanh Linh không từ chối vào chính thái làm, chẳng phải rất mạo hiểm sao? Thanh Linh nói cần suy nghĩ đã. Thiên Lãng, cách của con và dì lúc đầu là giống nhau, nhưng bây giờ dì thay đổi suy nghĩ của mình. Dì thấy Thanh Linh sinh ra đã là một nhân tài chế tạo nước hoa, dì không muốn che giấu đi tài năng của nó. Thật không ngờ loại nước hoa đầu tiên mà ba con tặng dì lại chính là nước hoa mà con gái dì chính tay làm ra. Chẳng trách lúc dì ngửi cảm thấy rất thân thuộc. Dì Tô Nam, con đương nhiên biết Thanh Linh là một nhân tài. Thật ra con đã có dự định rồi. Con chuẩn bị tìm một phòng thực nghiệm ở ngoài để cô ấy tiếp tục nghiên cứu nước hoa, làm ra sản phẩm nước hoa của riêng mình. Việc ấy làm cũng tốt. Nhưng mà nếu như Thanh Linh có thể đến xưởng hóa học làm được nhiều sản phẩm, có thêm nhiều kinh nghiệm, dì tin là tương lai nó sẽ làm được loại nước hoa ngày càng hoàn mỹ. Vậy nó cũng đúng. Nếu Thanh Linh có cơ hội làm việc ở xưởng hóa học, có thêm kinh nghiệm ở đó, cộng với năng lực của cô ấy, nhất định sẽ có bước nhảy lớn. Thanh Linh, vào đây. Vào xem này. Thấy chỗ này thế nào? Con thấy rất là tốt. Đây là nhà ai vậy ạ? Nếu con thích thì sau này sẽ là nhà của con đó. Con Thanh Linh à, lần trước mẹ có qua căn hộ nhỏ của con. Mẹ thấy vậy trong lòng rất buồn. Trước kia không nói điều kiện ở nhà kia thế nào, mà là an ninh ở đó mẹ không an tâm. Con dọn qua đây đi. Chuyện này con có thể tự mình giải quyết được. Ở đây cũng gần viện dưỡng lão của bà nội, con đi thăm bà cũng tiện. Con nói rồi, không cần đâu ạ. Như vậy con thấy rất ngại. Vậy à?
Xin lỗi con. Chắc do mẹ nhất thời vui mừng quá, không nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ đảm bảo với con, sau này bất kể làm chuyện gì, mẹ đều sẽ hỏi ý kiến con trước. Nhưng căn hộ này mẹ vẫn muốn con nhận lấy. Coi như là vì bà nội có được không? Con nói rồi, con không muốn nhận sự giúp đỡ của gì. Mẹ, mẹ làm thế này đâu có tính là giúp đỡ con. Bởi vì con thấy rất áp lực. Bây giờ con chỉ có thể gọi gì làm gì. Nhưng những chuyện gì làm đã vượt quá trách nhiệm của một người gì. Giống như bắt con thay đổi cách xưng hô, gọi gì là mẹ. Không có, mẹ. Mẹ không có ý đó đâu. Nếu con thật sự không thích thì thôi vậy. Cảm ơn dì. Anh đến rồi à? Để cháu phải đợi lâu rồi không sao, ngồi đi. Sao vậy? Sắc mặt không tốt. Hai người cãi nhau à? Không có à? Sao lại thế được? Em đang cố thuyết phục cô ấy đi làm ở xưởng hóa học. Nói đến cô cả miệng rồi đấy. Vậy cháu đồng ý rồi à? Được. Để lát nữa chú đưa cháu đến xưởng, làm giấy tờ thủ tục, xác nhận chức vụ là có thể đi làm được rồi. Đúng rồi. Cháu có đem theo chứng minh thư không? Làm gì mà vội thế? Anh còn chưa sắp xếp cho nó và làm chức vụ gì mà. Em xem bộ phận nghiên cứu được không? Là thế này ạ. Cháu không muốn làm luôn ở bộ phận đấy. Kiểm hàng hay đóng gói, cháu đều muốn học hỏi cả. Phiền phó tổng cho cháu cơ hội này. Thanh niên muốn học nhiều cũng là chuyện tốt. Nhưng chú là người làm kinh doanh, không muốn làm kinh doanh mà lỗ vốn. Nếu cháu học được rồi mà muốn đi, chú nhất định không đồng ý đâu. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ tạo ra được lợi ích cho chú để báo đáp. Lại ăn to nói lớn rồi. Là tự tin à? Chú chiều hôm qua từ 5 giờ đến 9 giờ có dùng tinh dầu khoa rum phải không ạ? Sao cháu lại biết được? Sáng nay chú đã giặt rồi, vẫn còn mùi sao? Chú mới rời công trường khoảng tầm 40 phút, đúng không ạ? Cháu có khứu giác nhạy bén thế, đến thời gian mà cũng chuẩn. Mùi hương của mỗi sự vật đều có mức độ riêng của nó. Cháu dựa vào đó để đoán thời gian. Tinh dầu hoa râm thì thôi, công trường thì sao cháu biết? Có mùi vôi và xi măng, chắc chỉ có ở công trường thôi chứ ạ. Chú phục cháu rồi đấy. Không được, chú phải lập tức đưa cháu đến công xưởng. Không được để cháu lọt vào tay đối thủ khác được. Đi, chúng ta đi thôi. Chuyện này Thiên Lãng đã đi làm rồi, anh không cần phải tự chạy đến đấy đâu. Vậy cũng được, em gọi điện cho nó đi. Đã có cháu thật rồi. Tạm thời em dùng tên Lệ Lệ. Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Sao vậy? Em hối hận rồi sao? Em muốn là nếu học được tốt rồi, em cũng có thể xin lỗi xưởng trưởng Kim. Vào chính thái có thật là lựa chọn chính thức không? Dì Tô Nam nói, tuy ba không thích Thanh Linh, nhưng lại rất rất thích tên Trương Lệ Lệ giả này. Cơ hội này là được ba dành cho Trương Lệ Lệ. Nếu mà biết được chân tướng, ông ấy sẽ càng ghét em hơn. Vì thế em phải cố gắng biểu hiện cho tốt, để cho ông ấy có ấn tượng tốt với em. Thanh Linh, dù sao để được ở bên nhau thì chúng ta cùng nhau nỗ lực được không? Chúng ta cùng nhau cố gắng. Anh còn không đưa em đi tham quan sao? Dạ, bà xã. Đừng đùa nữa. Đi. Tuyết Tinh à, vào đi.
Phó tổng, là con. Sao vậy? Bà đang đợi Tuyết Tinh sao? Sao con không được gọi đó vào rồi? Không tiện. Tuyết Tinh chưa đến, con có chuyện gì nói đi. Con đến là để cảm ơn ba. Cảm ơn. Con lại muốn gì đây? Cảm ơn ba. Về sự hóa học của chúng ta đã mời được một người chuyên nghiệp. Ba xem cái này đi. Kế hoạch của Lệ Lệ. Sau khi con đưa cô ấy đi tham quan xưởng hóa học xong, cô ấy làm ngay được bản kế hoạch này. Cô ấy kiến nghị do chức năng của các bộ phận khác nhau, sử dụng hương liệu khác nhau nên thay đổi điều kiện làm việc nhằm đạt được hiệu quả công việc. Các bộ phận khác nhau dùng hương liệu khác nhau. Cách hay. Trong này, về xí nghiệp, người làm, cả khách hàng nữa đều ghi ở trong này. Bà thấy thế nào? Rất tốt, quả nhiên là một nhân tài. Lần này phải ghi nhớ công của dì Nam rồi. Nếu không phải dì ấy, ba cũng không thể đi loanh quanh để tìm cho tập đoàn một người tài như vậy. Tìm người tài cho tập đoàn là ý gì vậy ạ? Phó tổng, Tuyết Tinh, hai người làm việc đi. Con đi làm việc đây. Ba, chuyện gì mà không thể cho con biết vậy? So với dự án khu nghỉ dưỡng thì những việc khác đều là việc vặt. Kế hoạch này bàn bạc hơi vội vàng. Công việc sau này còn rất nhiều cái phải thêm vào. Con và Đinh Hải phải tính toán thêm đấy. Con biết rồi. Phải rồi ba. Đây là bản dự toán của triển lãm. Có đây rồi. Ba xem qua đi. Bà xã, tư thế của em rất là kiêu cỡi đấy. Tránh ra đi, không có tâm trạng đùa với anh đâu. Sao thế? Anh có phát hiện ra gần đây Thiên Lãng và dì Tô Nam qua lại rất thân thiết không? Có một chút. Không phải một chút mà là quá thân ấy. Với cả dì Nam còn tìm cho Thiên Lãng một trợ thủ gì đó. Trợ thủ là ý gì? Em cũng không biết là thế nào. Em vừa đến chị Tiên Lãng không nói nữa. Hay là anh đi hỏi dì Tô Nam xem là thế nào. Mấy ngày trước dì Nam có hỏi anh chuyện trước đây của anh và Thanh Linh. Bây giờ thì lại thân thiết với Tiên Lãng. Không lẽ là đang đứng về phe của Tiên Lãng rồi? Ý của anh là Thiên Lãng và kéo Tô Nam, hai người họ liên thủ với nhau? Đây chỉ là đoán thôi. Tuyết Tinh, bây giờ em nên nói chuyện với ba nhiều chút. Ăn cơm nói chuyện riêng với ba, thăm dò với ba xem hành động gần đây của Thiên Lãng. Như vậy chúng ta mới có thể khẳng định được tình hình của Thiên Lãng và dì Nam. Thanh Linh, nào, chúng ta nâng ly chúc mừng kế hoạch của Thanh Linh đã được công ty phê duyệt. Chúc mừng con Thanh Linh. Cảm ơn. Thanh Linh, vốn dĩ dì Nam hôm nay định tặng em một món quà chúc mừng, nhưng mà dì ấy sợ em ngại nên đưa cho anh nhiệm vụ này giao phó cho anh đấy. Nào. Cái này là anh mua đấy. Sao? Sao phòng này con cũng không muốn nhận sao? Cảm ơn. Dì Nam, đây là của gì? Của gì? Dân, dì cũng có à? Giống áo của Thanh Linh này. Đây là áo đôi mẹ con. Thế nào, thích không? Vẫn là con nghĩ chu đáo. Hay là hai người đi thay cho anh xem? Bây giờ hả? Đúng. Được. Đi thay đi Thanh Linh. Đi. Đi.
đi hẹn hò, bà không từ chối chứ? Hoặc là đi vào, hoặc là đi ra. Sao bà không biết động lòng gì thế? Con đáng yêu thế nào mà? Đáng yêu? Con sắp làm mẹ đến nơi rồi, còn đáng yêu? Sao vậy? Có phải Đinh Hải không có thời gian ở bên con không? Không phải đâu, con vừa mới từ chối anh ấy. Con sắp làm mẹ rồi, đột nhiên nhận ra sự vất vả của ba con, nên đến đây tận hiếu với ba. Còn cho em bé trong bụng của con là một hình mẫu tốt nữa. Được, vậy ba phải cảm ơn cháu ngoại của ba giúp con trưởng thành hơn rồi. Vẫn là con gái của ba tốt mà, không giống Thiên Lãng chỉ biết gì Tô Nam lạnh nhạt với ba. Lại ly gián, lại lấy ý tốt của con nói thành mưu đồ. Ba quên rồi sao? Con vừa mới nhắc ba, ba có khi chỉ là một ông già chỉ có thể ngồi ăn cơm một mình thôi. Đi thôi. Được, con muốn ăn gì? Món gì ngon con đều muốn ăn. Vậy đi ăn buffet đi, cái gì cũng có. Đi. Thiên Lãng à, nhìn thế nào? Rất là hay nông. Chính vậy là một khuôn đúc ra vậy. Nào, ngồi đi. Thanh Linh, áo của anh mua cho em không thích sao? Sao lại thế được? Vậy tại sao em không nói gì? Lúc nãy em đang nghĩ, nếu nước hoa cũng có thể có đôi cho mẹ con, làm nên sự thân tình, nhất định sẽ rất tốt. Ý tưởng rất hay, chủ đề cũng rất tốt. Hơn nữa, tiêu thụ loại sản phẩm này là gấp đôi đấy. Phó tổng mà biết ý kiến này của em, nhất định sẽ tăng tiền lương cho em. Ba, chúng ta qua bên kia ăn đi. Được, con mời thì con nói là được. Đến lúc đó, ba nhất định sẽ rất vui. Thiên Lãng, ba, sao các người lại ngồi ăn cơm cùng nhau vậy? Cái này, cái này là thế này. Áo của hai người, áo này là em mua đấy. Áo này do Thiên Lãng mua đôi mẹ con cho chị và cô. Em thấy đẹp nên anh ấy cho em mặc thử. Phải đó, Tuy Tinh, con cũng quen Lệ Lệ sao? Lệ Lệ, ba, thế này, ba ngồi xuống trước đi. Tuy Tinh, chúng ta đi lấy đồ ăn cho đã. Ba, cô ta không phải Lệ Lệ. Chị làm gì vậy? Đoàn Thiên Lãng, em thật có ý đồ xấu. Chẳng trách ba người các người gần đây qua lại thân thiết như vậy, thì ra là lừa đảo tập đoàn. Tuy Tinh, em, chuyện gì vậy? Ba, cô ta chính là người đã ly hôn Bê Hoàng Thiên Lãng, Thanh Linh. Cái gì? Ba người các người đang mưu tính gì vậy? Nói rõ ra cho tôi. Chính Hoa, ở đây nhiều người, chúng ta đi chỗ khác rồi nói. Chính Hoa, đi. Không sao đâu. Nào, Đồ Nam, em thật lòng không phân biệt thật giả, biết Thiên Lãng lừa anh. Bắt đầu từ khi nào vậy? Hội từ tiền thái thái kia cũng là giả phải không? Anh nghe em giải thích đi. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Hội từ tiền thái thái, nói dối. Cái hội đấy giải tán từ sớm rồi. Ba, nhất định là có âm mưu. Không cần nói nữa, nhất định là cô bày trò. Tuy Tinh, Chính Hoa, chúng ta về nhà rồi nói được không? Anh muốn biết chân tướng sự việc ngay bây giờ. Được, anh đưa bọn trẻ về trước. Em ở lại đây giải thích cho anh. Thiên Lãng, đưa Thanh Linh về đi. Dân, Thanh Linh, chúng ta đi. Thiên Lãng, hai đứa đứng lại. Ba, không được đi. Không được đi. Trước khi nói rõ ràng, không ai được đi hết. Tuy Tinh, bỏ ra đi. Tuy Tinh, bỏ tôi ra. Ba, ba thấy rồi đấy. Bà ta giúp Thanh Linh bắt nạt con. Gì? Tuy Tinh, chúng ta là người một nhà. Chúng ta nếu có chuyện gì thì để về nhà nói. Ở đây cả nhà không tốt. Để chúng nó đi đi. Sự việc đều là do gì mà ra? Sao để cô ta đi được? Tuy Tinh, đây là chuyện của nhà chúng ta, không có liên quan gì đến Thanh Linh cả. Thế này đi, để cô ấy đi trước được không? Thanh Linh, anh xin lỗi, anh không đưa em về được. Em đi trước đi, nhanh lên. Không được đi. Thanh Linh, không được đi. Tuy Tinh, đừng như vậy. Tuy Tinh, bỏ tay ra. Tuy Tinh, Tuy Tinh, Tuy Tinh à, bỏ tay ra. Tuy Tinh, Tuy Tinh. Đinh Hải à, chuyện gì vậy? Buổi trưa quấy cùng cười rất vui vẻ mà, nói với con là muốn đi ăn với ba. Sao vừa mới đi mà đã? Đừng nóng, đừng nóng. Người trong kia còn chưa ra. Bác sĩ, con thấy tôi sao rồi? Nó không sao chứ? Mẹ thì không sao, nhưng đứa bé mất rồi.
Thiên Lãng, gọi cho luật sư đi, bảo anh ta đến văn phòng của ba ngay lập tức. Ba, ba tìm luật sư làm gì? Cháu ngoại đầu tiên của Đoàn gia đã mất rồi. Ba nhất định không bỏ qua cho Thanh Linh kia. Chính Hoa, anh đừng kích động quá. Chuyện này em cũng nói giúp vào à? Anh sẽ tính sổ với em sao? Ba, ba đừng kích động như vậy được không? Tôi có thể không kích động được sao? Từ lúc bắt đầu đã nói dối, đúng là con người lừa đảo, chính là thủ phạm. Người đó lại là Thanh Linh. Tôi sẽ bắt cô ta vào tù.